Chị Đại, Tim Sang, TD Thùy Dương và bạn trai bất ngờ chia tay sau 3 năm hẹn hò. Mới đây, người mẫu TD Thùy Dương gây chú ý khi đăng tải một bài viết chia sẻ về chuyện tình cảm hiện tại của mình và bạn trai Mark Hữu Trường. Theo đó, TD Thùy Dương cho biết cả hai đã quyết định dừng lại mối quan hệ yêu đương, trở về làm bạn bè. Điều này khiến nhiều người bất ngờ, bởi gần đây cặp đôi vẫn còn xuất hiện chung cực kỳ tình tứ trong các video. TD Thùy Dương viết trên trang cá nhân, sau 3 năm tìm hiểu và đồng hành cùng nhau, chúng mình đã đi đến quyết định là trở về mức làm bạn để giữ lại những kỷ niệm đẹp này. Chỉ là hai đứa mình đã không còn nhìn thấy nhau trong tương lai của mỗi người nữa. Hiện tại mình vẫn đang chết lát và không được ổn định cho lắm. Chỉ muốn thông báo một lần để mọi người biết và tránh những câu hỏi làm tổn thương anh sau này. Còn mình thì mọi người hỏi gì cũng được. Cảm ơn mọi người luôn dành tình cảm và support cho chúng mình ở quá khứ. Phía dưới bài đăng rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ của cặp đôi để lại bình luận tiếc nuối cũng như động viên cả hai có thể sớm ổn định cảm xúc. Nhiều người cho rằng dù rất yêu thích TD Thùy Dương và Mark Hữu Trường vì cả hai rất đẹp đôi, song vẫn tôn trọng quyết định và hy vọng mỗi người sẽ tìm được hạnh phúc riêng của mình. Đối với khán giả, TD Thùy Dương là một người mẫu lâu năm và được yêu mến nhiều hơn sau ngôi vị áo quân Việt Nam Next Top Model mùa All Star năm 2017. Còn Mark Hữu Trường, Việt Kiều Canada gây chú ý bởi gương mặt điển trai và đầy sóng múi. Anh chàng cũng từng tham gia chương trình Người Ấy Là Ai và để lại nhiều ấn tượng. Đều là trai tài gái sắc nên khi công khai tình cảm vào đầu năm 2021, TD Thùy Dương và Mark Hữu Trường nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng mạng. Cả hai được khen bởi hợp nhau từ ngoại hình đến tính cách. Trên mạng xã hội, cặp đôi người mẫu không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh hài hước, lây lội bên nhau. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đáng chú ý nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.